tát như này ha, được. Thôi, là giật chứ. Để nhà ra bỏ để nó đóng cứ cái lối không chuẩn cho nó gửi không nó nữa này thì quỷ nó chút mà hát cửa chút xíu nó ra vô nè. Hết đi ngày đầu tiên, mấy nay hết đi ngày đầu tiên đi rước con của Hết Lì cả nhà, bằng chiếc xe lăn điện của Hết Lì, mà đi rước con của Hết Lì có mắt rồi cả nhà, với lại Hết Lì đang Hết Lì muốn coi cho từ đây tới chỗ rước con Hết Lì là bao nhiêu phút, bây giờ là 1:28 là coi như 1:30 đấy ha. Con Hết Lì ra 2:05 thì để coi Hết Lì đi kịp không, con mắt không độ nhìn của mình nó cũng bị che bớt. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình nha. Chúng ta mấy cái chỗ dằn là nó bị nơ xuống cả nhà. Cả nhà thông cảm nha. Mùa lạnh đó, ở trên đầu có Hết Lì á, tới mùa lạnh nó, mùa đông á, hoa anh đào nó nở hả, hai hàng này cả nhà xem là hai hàng này là hoa anh đào này nha, nó sẽ nở rộ luôn, rất là đẹp luôn đó, cả nhà nhìn phía trên này nè, cả nhà sẽ thấy bắt đầu nó mấy cái cây này hết là hoa anh đào cả nhà, nó hoa anh đào sẽ nở rộ đầy luôn, rất là đẹp luôn cả nhà, hai hàng rất là đẹp luôn, hello, hai hàng nó sắc rất là đẹp luôn cả nhà. Mấy cái cây là hoa anh đào cả nhà. Mấy nhà Hết Lì là hai hàng hoa anh đào không, đẹp lắm. Đó lúc đó Hết Lì sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cái này á cả nhà.
mỗi lần cái tối khúc dằn như nhà cái điện thoại Hailey nó cứ rớt xuống hoài à. Hailey sẽ tối đó rồi quay nha cả nhà, chứ hả vừa đi mà vừa sửa nó hoài á sẽ hết thời gian. Hailey sợ cứ con không kịp cả nhà, hẹn cái nhà ở đó nha. Hailey sắp tới trường con Hailey cả nhà, đây là cái vlog ngay trường của con Hailey cả nhà. Rồi cả nhà ơi, tới trường của con Hailey rồi. Rất là thành công nha cả nhà. Mấy nay Hailey đi với con thành công nha cả nhà. Ashley chưa có nói chữ thành công. Khi nào về tới nhà đi hả thành công. Bây giờ mới tới trường thôi. Mà mừng rồi, cả gì được là mừng rồi. Bận gì là mừng rồi. Tới đây là mấy giờ? Đúng giờ luôn, tới đây là đúng giờ luôn. Con mình đâu rồi? Hay là cũng không biết cứ bả ở đâu nữa. Với lại chỗ trống này thôi à. Không biết con mình đâu nữa. Hailey tới đây là 1:55, nghĩa là Hailey sớm 10 phút. Là cũng hy vọng là lớp của em chưa có ra. Tại vì giờ Hailey không thấy em ở đâu hết á. Thì hy vọng là lớp của em chưa ra nha cả nhà. Trời ơi, Hailey không biết làm sao mà cái tay của Hailey chảy máu luôn cả nhà. Chảy chút xíu thôi à. Không biết làm sao nữa, mà không sao chút xíu à. Hy vọng là lớp em chưa ra nha cả nhà, chứ không biết đón ở đâu luôn á. Tại vì ngồi Hailey hỏi là mẹ đón con đâu, bà nói là mẹ cứ lại cái chỗ trống mẹ đứng đi, con thấy mẹ con sẽ ra. Hailey lo là cái lúc mà mình đi về á, tại vì xe của Hailey hồi nãy á chạy ở trên đường á, nó dốc với đèo á, cho nên nó rất là chậm và nó khó chạy. Cho nên nếu mà lắc xì mà ngồi lên nữa là sẽ thêm cái nặng. Và thêm cái cặp của bà rất là nặng luôn nữa. Không biết lúc đó xe Hailey nó lết nổi giờ tới nhà không, hay là nó cháy máy nữa. Cũng là lo này nè. Cho nên giờ để coi con về tới nhà được hay không. Lo lắm luôn á. Mình đi không lo, nhưng mà có em lên rồi mới lo. Chứ lại xe đường lớn lắm, cái nhà đường xe chạy du vậy đó. Để đợi coi. Quá trời, hai con nít luôn. Hailey thật sự không biết con của Hailey đâu luôn cả nhà. Đông quá đông, không biết ở đâu luôn. Mai mốt phải kêu em ở chỗ nào đó đợi Hailey mới được. Chứ ngọn gì là không biết bả ở đâu luôn á. Ồ, lớp ga rồi, hình như cô này cô giáo của nó nè. Phải không ta? No, đâu phải đâu.
khó mà kiếm được bả lại có một con mắt là thật sự ra khó nhìn lắm luôn cả nhà. Còn ngoài nắng nữa, mắt thấy lì yếu nữa. Oh my gosh, nhìn không biết bả đâu luôn. Hình như ra, hình như cô giáo, hình như ở đằng đây là cô giáo của nó nè. Thấy rồi. Lexi, hi Mimi. Hi. Happy see mommy. Yeah. Mommy thought mommy late and mommy tưởng mommy không kiếm được cho con. Ai ngờ đâu con late. Rồi sao? Chào mà cô chú ơi. Giỏi quá. Ok, dòng về ha. Rồi cả nhà ơi, sắp sửa tới nhà rồi cả nhà, gần nửa con đường rồi, coi như là bữa nay cứ ẻm là thành công nha cả nhà. Sắp sửa tới nhà là mừng rồi, tại con đường này về tới nhà là nó cũng hơi gọi là an ninh đó, cho nên mình mới vui. Còn hồi nãy thì nó hơi bị nín thở một xíu. Anh bà cô chiêu con, nói mẹ rước con về nhà. Mẹ rước con về nhà. Rước con nè về nhà. Về nhà. Đây là con đường đi về nhà cả nhà. Rước quả cho bà ngồi về nè cả nhà. Đem theo cái gói cho bà ngồi lần bà đừng có bị đau đít nữa. Lo cho bà cỡ đó đó. Thì bà ngồi cảm thấy ghét không? This has zero likes. Zero likes? Yeah. Trời ơi, ghê vậy. This is a black screen a Vietnamese lady told me. Đây 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 nè, méo bên đây nha. Sẵn có lác xì ra, Hayley đi lấy thơ với lác xì luôn cả nhà. Tại vì thơ của Hayley dạo này á, không biết tại sao người ta cắt quá trời luôn. Hayley bị mắc hai cái phát kịch độ cả nhà. Rồi con mở cửa đó không? Rồi con mở. Phải cần có chìa khóa. Đỡ đó kì. Đây là mommy mở cho. Con đi ra. Con quay mommy. Quay mommy. Mom, how about trying to do sideways? Oh no, con quay đi sideways. It's not good for mommy video. Can you reach? Yeah, I think I could. Wait, I don't think that's the key for it. Ủa? Rồi, thành công rồi. Giờ con thôi đang đóng máy mẹ mở ra. Mẹ mở cái chân ra trước. My hand inside of the video. Rồi con mở ra nha. Rồi máy mẹ đi vô. Con đợi em đợi máy mẹ đi vô. Wait, there's someone in there. Yeah, hello. They have ice refrigerator in there. Have you seen it? No. It's black, big one. Okay, cả nhà hôm nay lần đầu tiên sau gần 7 năm trời Hayley bệnh bị liệt cả nhà. Đây là lần đầu tiên Hayley lấy xe rước Lexi đi học từ ở trường về. Còn Hayley nói hồi mấy ngày á mấy cái package của mình về á bị người ta ăn cắp hoài à. Mấy nay mình vô mình coi thử đi. Tại Hayley thấy cái ông gửi thư ông đậu chiếc xe truck của ông á, thì vô Hayley thành công cả nhà. Hayley lấy được hai cái package của Hayley đây nè. Bây giờ hai mẹ con Hayley sẽ đi về đây cả nhà ơi. Thành công rồi. Bữa nay Hayley thành công trúng mánh nè, thành công rước được con về mà thành công lấy được mèo nữa, mừng quá. Tại vì lấy không kịp á là nó ăn cắp liền cả nhà, ghê lắm. Dạo này cái chỗ của Hayley á nó không có được an ninh. Mình đi đường này vậy con ơi, đi đường này. Ở đằng đó nó có stem á, mày ra không có được. Mommy hồi xưa hay dắt Pinky với Yuki đi hướng này con. Đi đáy này nè. Rồi đi về. Cảnh này là cảnh thơ mộng của Hayley và con. Một ngày mẹ đi rước con gái yêu về thành công, mừng quá cả nhà. Chồng Hayley lo lắm cả nhà, cứ anh không có cho Hayley đi hoài, anh lo anh cứ... bây giờ là anh đang hội họp á. Rồi đi vô con, bây giờ anh đang hội họp á, anh cũng rất là lo luôn. Hayley nói đừng có lo, em đi rước con được mà.
camera. Ừ, nó có máy quay đó. Nó bây giờ có con được nhờ con đủ thứ cả nha. Nhảy đi con nhảy. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Rồi đi vô. Yay. Yay. One đúng rồi con. One. Mình là ở level 1. Rồi Lexi để cái thùng này dưới đây cho má mẹ. Để này dưới đây cho má mẹ. Đâu con để này cho má mẹ nè. Yeah vậy đó. Mấy năm mới mình gước con vui không? Dạ vui. Dạ vui. Dạ vui. Thở đi. Rồi giờ tới nhà rồi. Bác mang bà cô chú đi nè. Bác mang bà cô chú đi. Giỏi. Cảm ơn anh ba cô chú. Anh ba cô chú đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ. Con chúc anh ba cô chú sức khỏe.